Kính chào khán giả của Auto Việt Nam. Bản tin số 43 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Toyota tạm đóng cửa 3 nhà máy tại Thái Lan. Lượng xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam sẽ còn ảnh hưởng rất mạnh. Nissan Terra 2021 lên lịch ra mắt tại thị trường Việt Nam. Các hãng xe ô tô dự đoán khủng hoảng chip có thể kéo dài lên tới 2022. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo trang Nikkei Asia đưa tin, Toyota sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất 3 nhà máy lắp ráp đặt tại Thái Lan do thiếu linh kiện phụ kiện để lắp ráp xe. Dự kiến thời gian tạm dừng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, hãng xe cũng cho biết sẽ phải đánh giá thêm tình hình để xem có nên hoạt động trở lại vào ngày 29 tháng 7 hay không. Nguyên nhân chính của sự kiện này là do một nhà máy cung ứng dây dẫn cần thiết để kết nối với linh kiện điện tử tại Thái Lan mới bị đóng cửa tạm thời do đợt dịch Covid-19 mới. Đây là lần thứ hai Toyota phải tạm dừng đóng cửa các nhà máy sản xuất tại Thái Lan vì dịch bệnh. Lần đầu tiên là vào tháng 3 năm ngoái. Hiệu suất sản xuất của nhà máy này đạt tới 760.000 xe mỗi năm, nhưng ở trong năm 2020 thì chỉ có 440.000 xe được xuất xưởng. Trong khi đó thì một nửa được bán ra tại Thái Lan và nửa còn lại được xuất khẩu ra các quốc gia khác, bao gồm có cả Việt Nam. Hiện tại đang có 4 dòng xe chủ lực của Toyota Việt Nam đang được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan về thị trường Việt Nam phân phối, bao gồm cả Toyota Camry, Toyota Hilux, Yaris và Corolla Cross. Trong đó, Toyota Corolla Cross đang là mẫu xe được nhiều khách hàng Việt quan tâm nhưng liên tục gặp phải hiện tượng khan hàng kể từ khi ra mắt vào năm ngoái. Cá nhân mình cho rằng với việc khan hàng như thế này thì các đại lý ở Toyota Việt Nam sẽ tha hồ bán theo kiểu bia kèm lạc. Nhìn chung với kiểu bán hàng như vậy thì không có gì là quá xa lạ với chúng ta nữa. Không chỉ có Toyota ở tại thị trường Việt Nam mà có rất nhiều hãng xe khác cũng dở những chiêu trò hút máu người tiêu dùng như vậy bằng những hình thức bán hàng như kiểu là bắt mua thêm hàng chục cho tới hàng trăm triệu tiền phụ kiện theo xe, thậm chí là kênh thêm rất nhiều tiền nếu khách hàng muốn được nhận xe sớm. Thực ra thì theo quy luật thị trường thì cung mà vượt quá cầu thì ắt hàng hóa sẽ rẻ. Còn nếu như mà cầu mà vượt quá cung thì sẽ đẩy hàng hóa lên thành khan hiếm, từ đó sản phẩm sẽ tăng giá bán là điều không thể tránh khỏi. Nhìn chung để thị trường ô tô trong nước thay đổi được điều trên thì chỉ có khi nào chúng ta nội địa hóa được 100% mà thôi. Nissan Terra 2022 chuẩn bị ra mắt tại Đông Nam Á để cạnh tranh với Fortuner, Everest và Pareo. Với ngoại hình được bổ sung và nâng cấp triệt để, mình cho rằng là Nissan Terra 2022 sẽ có những điểm đáng gờm mà các đối thủ cần phải kiêng dè. Bước sang phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thì Nissan Terra được bổ sung thiết kế với phần đầu và phần đuôi xe mới. Đồng thời thiết kế đầu xe của mẫu SUV cỡ trung này có những điểm khá giống so với Pathfinder. Cụ thể trên đầu xe thì Nissan Terra 2021 được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion. Cản trước và cụm đèn pha đều có những cái điểm nhấn thiết kế mới. Trong đó thì cụm đèn pha đi kèm với 4 bóng LED có thiết kế như hình viên đá và đi kèm với giải LED định vị vào ban ngày hình chữ C ngược. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình thang và khe hốc hút gió giả ở chắn bụt trước. Ở phía sau chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu được nâng cấp nối liền với nhau bằng nẹp mạ chrome uốn cong mới. Bên dưới nẹp mạ chrome này là logo của hãng xe Nissan và tem chữ nổi Terra. Điểm thay đổi ở phía bên trong nội thất mà cá nhân tôi cảm thấy ưng ý nhất chắc chắn phải nói tới đó là phần vô lăng với thiết kế kiểu quần xịp đã biến mất trên mẫu xe này. Thiết kế của chi tiết này giờ đây trông nó tinh tế hơn so với nhiều phiên bản trước đó. Bên trên mặt táp lô được thiết kế nằm ngang và với những nút bấm cảm giác cao cấp hơn lấy từ Navara 2021. Trên mặt táp lô xuất hiện những màn hình thông tin giải trí cỡ lớn với kích cỡ 9 inch, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay, Android Auto. Bên cạnh đó bảng đồng hồ và màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng giống với Nissan Navara 2021. Ở tại thị trường Trung Đông thì mẫu xe SUV cỡ trung này được trang bị sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn quy, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống âm thanh Bose. Ngoài ra xe còn được nâng cấp thêm phần chi tiết gương chiếu hậu kỹ thuật số, sử dụng camera để cung cấp tầm nhìn phía sau cho người lái. Còn về phần vận hành thì xe được trang bị khối động cơ dung tích 2.3 lít tăng áp kép, tạo ra công suất tối đa là 190 mã lực ở những giải vòng tua 3.750 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại những giải vòng tua khoảng 1.500 vòng trên phút. Động cơ này kết hợp với cụm hộp số 7 cấp và hệ thống dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian. Còn về phần trang bị an toàn thì Nissan Terra 2022 được trang bị những công nghệ nổi bật như là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo va chạm phía trước,
kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360 độ. Với những trang bị và thiết kế mới của Terra 2022 thì mình cho rằng là đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Tuy nhiên thì mẫu xe này còn phải có một cái mức giá bán sao cho hợp lý cùng với phân khúc và phù hợp với thị trường Việt Nam. Còn nếu như mà giá bán cao quá thì lại cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm như các phiên bản tiền nhiệm trước đó mà thôi. Hy vọng là sau khi về thị trường Thái Lan thì Terra 2021-2022 sẽ sớm cập bến tại thị trường Việt Nam. Trong một sự kiện do Hiệp hội Truyền thông ô tô được tổ chức tại Detroit, Mỹ, ông Carlos Tavares, CEO của Stellantis, cho biết khủng hoảng chip bán dẫn nhiều khả năng sẽ kéo dài đến tới năm 2022. Vì CEO của tập đoàn Stellantis đang sở hữu 3 hãng xe lớn đó là Peugeot, Chrysler, Maserati cho rằng nguồn cung chip bán dẫn bổ sung từ châu Á có thể tới các nước phương Tây trong tương lai gần. Trước đó, Daimler, tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz, cũng dự đoán doanh số trong giai đoạn nửa cuối 2021 và đầu năm 2022 của hãng xe sẽ giảm do thiếu hụt chip bán dẫn. Cuộc khủng hoảng chip bán dẫn bắt nguồn từ việc nhu cầu mua ô tô tăng mạnh, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi rất nhanh sau đại dịch Covid-19. Điều này khiến giá xe mới và cũ đều tăng rất nhanh. Một số hãng xe bắt đầu ứng phó với việc tình trạng thiếu chip này bằng cách đó là loại bỏ các tính năng của xe. Trong khi đó, có rất nhiều hãng xe chuyển sang lắp ráp sẵn xe và chờ đến khi có chip để xuất xưởng. Cá nhân mình cho rằng với việc thiếu chip bán dẫn trên thế giới thì bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thôi, chứ không riêng gì xe ô tô. Bởi vì trong thời đại kỹ thuật số ngày nay thì bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng đều sử dụng đến chất bán dẫn. Trong khi đó thì nền kinh tế của thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19. Chính vì vậy mà nhu cầu đi lại và sức mua cũng gia tăng. Với tình hình khủng hoảng thiếu chip bán dẫn như hiện nay thì có thể sẽ có một cuộc chiến tranh liên quan tới nguồn tài nguyên rất quan trọng này trong tương lai không xa. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 43 của Auto Việt Nam. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.